của hai cầu thủ phòng ngự. Văn Toàn qua người. Và đây có lẽ là bước ngoặt của trận đấu ngày hôm nay, phải không? Thẻ phạt sẵn sàng rồi, một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Và Dương Thanh Hảo, đội trưởng của Topeline Bình Định, đã vô tình đẩy người đồng đội của mình vào thế khó. Văn Toàn cực kỳ quyết tâm tận dụng một sai lầm nhỏ nhất của Dương Thanh Hảo. Một pha đánh đầu hụt của Dương Thanh Hảo băng lên, giành lại quyền kiểm soát bóng và vượt qua cả Vũ Tuyên Quang, khiến cho thủ môn này bắt buộc phải phạm lỗi. Thẻ trực tiếp. Hai vòng đấu liên tiếp của câu lạc bộ Topeline Bình Định, đội bóng của họ đều sẽ phải thi đấu thiếu người bởi những chiếc thẻ phạt. Trước đó là Tiến Duy với chiếc thẻ đỏ trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Mọi thứ đang tốt với Topeline Bình Định. Họ có bàn thắng dẫn trước và họ đang khiến cho các chân sút của Hoàng Gia Lai gặp vô vàn khó khăn. Nhưng bây giờ thì một khoảnh khắc thôi, Topeline Bình Định sẽ phải thi đấu thiếu người trong hơn một hiệp đấu. Thủ môn của họ đã bị truất quyền thi đấu vào lúc này bởi một chiếc thẻ đỏ trực tiếp được rút ra bởi trọng tài Trương Vũ. Đúng là một trận đấu khó lường. Với cái biệt một bàn và được thi đấu hơn người, cơ hội còn nguyên với Hoàng Gia Lai. Mặc dù ở mặt trận tấn công thì họ cũng không có gì là quá khởi sắc ở những phút vừa qua, không có được những cơ hội cụ thể. Nhưng bây giờ sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Huấn luyện viên Đức Thắng sẽ bắt buộc phải đưa thủ môn dự bị Trần Đình Minh Hoàng vào sân. Đáng tiếc cho thủ môn Vũ Tuyên Quang. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này, tốc độ của Văn Toàn. Từ một góc quay mà chúng ta sẽ cùng nhìn nhận lại, nhưng có lẽ là thẻ đỏ là hoàn toàn xứng đáng rồi. Tác động để ngăn cản với Văn Toàn khi mà số 9 của anh Gia Lai đã vượt qua mình. Trong bóng vừa rồi thì với tư cách của một cầu thủ tấn công thì Văn Toàn cũng đã chứng tỏ rằng là sau rất nhiều năm thì anh cũng đã khôn ngoan hơn nhiều. Một động tác đủ để khiến cho thủ môn của đối phương sẽ phải nhận hình phạt từ trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay. Và đó là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp, giúp cho Hoàng Gia Lai có lợi thế hơn người trong những phút còn lại. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Topeline Bình Định chỉ còn 10 cầu thủ trên sân. Họ đang dẫn trước đối phương với cách biệt một bàn. Nhưng như vậy là chưa đủ để đảm bảo về một thắng lợi với hàng loạt những phút thi đấu còn rất dài ở phía trước. Bây giờ thì Hoàng Gia Lai đứng trước cờ từ một quả đá phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 18m hướng tới khung thành của Topeline Bình Định. Một cơ hội bằng vàng để cho họ có được bàn thắng san bằng tỷ số trước hiệp 1 kết thúc, với hàng loạt những chân sút phạt như là Lương Xuân Trường, như là Công Phượng, Hà Đức Trinh, người đã kiến tạo bàn thắng mở tỷ số của trận đấu ngày hôm nay sẽ phải hy sinh. Anh được rút ra khỏi sân để nhường chỗ cho thủ môn Trần Đình Minh Hoàng. Đó là giải pháp thay người bắt buộc phải thực hiện. Một cầu thủ tấn công được rút ra, thay vào đó là thủ môn dự bị Trần Đình Minh Hoàng sau Vũ Tuyên Quang phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Và ngay lập tức thì thủ môn này sẽ phải đối mặt với thử thách. Tình huống mang tính bước ngoặt với một chiếc thẻ phạt dành cho thủ môn Vũ Tuyên Quang.
tới thời điểm này thì người duy nhất đã ghi bàn cho Hoàng Gia Lai ở V-League 2022 là Công Phượng với những bàn thắng vào lưới của Viettel ở vòng đấu thứ tư. Ta sẽ cùng chờ xem quả đá phạt này được thực hiện bởi số 10. Công Phượng và cơ hội từ quả đá phạt, bóng không vượt qua hàng rào.